tiền của Louis Vuitton nha. Tại vì cầm cái dù của Louis chắc chắn là phải đòi tiền bảo trợ của họ đó. Thị trưởng Michael Võ và phu nhân Catherine Võ là dân cử gốc Việt đầu tiên và duy nhất đắc cử vào hội đồng thành phố Fountain Valley từ năm 2010, và ông đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 2014. Ông hiện là thị trưởng đương nhiệm của thành phố Fountain Valley 2018. And now we have Councilman Vincent Sarmiento from City of Santa Ana. Happy New Year! He's a member of City Council, City of Santa Ana, always being here with us at the parade every year. Last year, he was one of the last elected officers, and this year we move you up. There you go. You like it? Thank you. You're welcome. It's an honor to have you here with us. All right.